Nó mềm thì là túi men to, chứ là cái cơ mà nó mau mềm thì mau mềm thôi. Bây giờ là không còn túi gì nữa hết trơn. Nè, cái túi này là túi không chip nữa. Bớt thử túi không chip này là chip thường, ở này là ergonomic. Cái sự chênh lệch nó mình nhận được, nó cũng có chênh lệch nhưng mà nó cũng không phải là nó quyết định lắm, do cái cơ của mình nó quyết định nhiều. Mà tôi không tiếp bây giờ là nó cứng rồi. Xin Không lỗi cái mẹ nha. chỉ có điều là cái túi Aeronomics loại 60 triệu thì có bảo hành bao sơ 10 năm, còn cái túi kia nó không có bảo hành bao sơ. Đúng, có bảo hành bao sơ, còn mấy kia là không có. Ngực mình ngực nhỏ thôi không? Ừ, nó nhỏ thôi thì nó mau mềm, còn lớn quá nó cứng lòng mềm. Và này là loại chip đó, mà chip thường 50 triệu đó. Nó mềm hơn cái không chip một tí nhưng mà nó cứng hơn cái loại Aeronomics một tí, nó nằm giữa giữa đấy. Mềm hơn loại không chip một tí, nó nằm giữa giữa cái giữa thằng Aero với lại không chip. Vô đây đi, bác cho bạn xem túi cho nhé, xách gì dưới xách vô luôn.